Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương. Chăm sóc nhãn thời kỳ quả non ở huyện Khoai Châu. Ngày thứ ba tỉnh Hưng Yên không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19. Tuy nhiên, qua ghi nhận trong ngày 25 tháng 5, nhiều nơi vẫn lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mô hình phòng chống dịch COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng xe máy Việt Nam VAP ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Nghịch lý giá lợn hơi xuống thấp, song tại các chợ giá bán lẻ vẫn cao. Cảnh báo tình trạng mất trộm xe máy tại huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra tình hình sản xuất lúa vụ xuân tại các huyện Ân Thi, Phù Cử, Tiên Lữ. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay một số địa phương trong tỉnh đã thu hoạch lúa xuân đạt 600 ha, trong đó huyện Phù Cử có diện tích thu hoạch lớn nhất với hơn 400 ha, huyện Ân Thi thu hoạch được 50 ha, huyện Tiên Lữ thu hoạch được 40 ha. Năm nay thời tiết thuận lợi cho gieo cấy lúa xuân, không có rét đậm rét hại, diện tích cây ải lợn đất đạt cao, sâu bệnh ít. Vì vậy, năng suất lúa của các địa phương ước đạt từ 66 đến 68 tạ một hecta, cao hơn so với năm trước. Các địa phương như huyện Tiên Lữ đã triển khai được 150 hecta mô hình cánh đồng sản xuất tập trung quy mô lớn, huyện Ân Thi 100 hecta, huyện Phù Cử 40 hecta. Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, tránh diễn biến khó lường của thời tiết, gặt đến đâu, làm đất ngay đến đó, áp dụng cơ giới hóa trong làm đất gieo cấy, tập trung đưa vào cơ cấu các giống lúa có năng suất chất lượng phù hợp với thị hiếu của thị trường, loại bỏ những giống lúa cho năng suất chất lượng thấp, nhiễm sâu bệnh, bảo đảm đủ nước cho làm đất và chủ động phòng chống úng nội đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh việc hỗ trợ diện tích lúa nếp của các địa phương bị ảnh hưởng do thời tiết năm 2020. Thời điểm này, các vườn nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu trong giai đoạn quả non, các chủ vườn đang tích cực ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để có mùa nhãn đạt năng suất, chất lượng cao. Toàn huyện Khoái Châu hiện trồng gần 1.600 ha nhãn, trong đó có 460 ha diện tích được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Giống nhãn được trồng chủ yếu trên địa bàn là nhãn miền Thiết chín muộn. Qua đánh giá của Phòng Nông nghiệp huyện, năm nay diện tích nhãn đậu quả đạt 65%, ước tính sản lượng đạt 15.000 tấn. Thời điểm này, các nhà vườn đang tập trung cắt tỉa quả, bón phân bổ sung dinh dưỡng cho cây nhãn, đồng thời tập trung phòng trừ sâu bệnh như thán thư, sương mai, sâu đục cuống quả. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dịp lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch. Bên cạnh từng tổ chức đại lễ Phật đản tập trung tại 3 địa điểm ở các địa phương như thông lệ hàng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên còn ban hành thông bạch hướng dẫn các chùa tổ chức lễ Phật đản đơn giản, ngắn gọn, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh đã từng tổ chức lễ Phật đản hoặc tổ chức trực tuyến. Điển hình như chùa Phúc Lâm Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động không tổ chức lễ Phật đản tập trung đông người như mọi năm, mà thay vào đó, nhà chùa làm một clip ngắn về các nghi lễ truyền thống trong ngày lễ Phật đản, sau đó phát trên mạng xã hội để đông đảo Phật tử xem và thực hiện tại gia. Khuyến khích các Phật tử chúng ta ở tư gia, chúng ta có thể xem các cái buổi lễ Phật đản ở trên các trang mạng xã hội, hoặc là chúng ta tham gia tổ chức Phật đản trực tuyến. Và nếu chúng ta có tượng Phật đản sinh tại gia chung thì chúng ta có thể thiết trí lễ đài Phật đản tại gia chung và thực hiện cái việc lễ Phật tụng kinh ở tại gia, để đảm bảo một Phật đản vừa diễn ra thành kính trang nghiêm nhưng chúng ta đảm bảo an toàn để cùng với toàn thể xã hội chúng ta sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có gần 14.300 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Trong đó có hơn 4.200 thí sinh chỉ dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, chiếm 29,6%. Số thí sinh chỉ tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng là 528 em, chiếm 3,7%. Còn lại, hơn 9.500 thí sinh tham dự cả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các trường đại học cao đẳng, chiếm 66,7%.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hưng Yên dự kiến sẽ diễn ra tại 31 điểm thi với 610 phòng thi. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị các địa phương, các nhà trường cần thực hiện tốt phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức dạy học, ôn tập với các hình thức linh hoạt, hiệu quả để đạt được kết quả cao trong kỳ thi tới đây. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 23 tháng 5 đến nay, tỉnh Hưng Yên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Toàn tỉnh hiện còn 31 bệnh nhân ghi nhận trong cộng đồng đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Trong đợt dịch lần thứ tư, tỉnh Hưng Yên phát hiện 39 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 36 ca trong cộng đồng, 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 1 ca tái dương tính trở về từ Đà Nẵng. Đến nay đã có 5 bệnh nhân ở huyện Phù Cừ, Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào được công bố khỏi bệnh. 31 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị, gồm huyện Khoái Châu 18 bệnh nhân, thị xã Mỹ Hào 13 bệnh nhân. Rà soát được hơn 900 trường hợp F1, trong đó 438 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3. Cả tỉnh hiện còn hơn 12.000 người thực hiện cách ly để phòng chống dịch. Có 10 thôn tổ dân phố ở thị xã Mỹ Hào và huyện Khoái Châu đang thực hiện phong tỏa. Toàn bộ thị xã Mỹ Hào cùng 11 xã và một thôn của huyện Khoái Châu, Văn Lâm, Phù Cừ đang thực hiện giãn cách xã hội. Toàn tỉnh xét nghiệm được gần 49.000 mẫu. Để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản yêu cầu tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương chấp hành nghiêm, vẫn còn không ít địa phương lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các quán ăn, nhà hàng, cà phê và các địa điểm di tích đều phải đóng cửa để đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh những cửa hàng tuân thủ nghiêm ngặt quy định của tỉnh thì trong ngày 25 tháng 5 vẫn có một số cửa hàng trên quốc lộ 39 đoạn qua địa bàn xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ vẫn mở bán bất chấp lệnh cấm và tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Hiện nay tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến khó lường. Vì vậy, các địa phương cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, công tác quản lý địa bàn để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần phát huy tinh thần là một chiến sĩ tham gia chống dịch, tự giác bảo vệ mình và những người xung quanh. Chỉ khi ý thức được nâng lên, dịch bệnh mới không có cơ hội bùng phát và để lại những hậu quả nghiêm trọng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát các đối tượng phải thực hiện cách ly y tế tại nhà. Thôn Hoàng Xá hiện có 29 F1 hết thời gian cách ly tập trung trở về địa phương từ ngày 19 tháng 5 và 2 F0 đều đã điều trị khỏi COVID-19, được trở về địa phương ngày 22 tháng 5. Ngoài ra còn có 5 F2 đang phải theo dõi cách ly tại nhà. Để bảo đảm công tác phòng chống nguy cơ tái phát làm lây lan ra cộng đồng, thôn Hoàng Xá tích cực tuyên truyền các đối tượng thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà và nhân dân trong thôn thực hiện nghiêm các biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Hiện thôn Hoàng Xá vẫn duy trì 5 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các lối ra vào thôn, trong đó có 4 chốt mềm và 1 chốt cứng, rào chắn. Hôm nay, tập đoàn EcoPark đã trao 1 triệu đô la Mỹ tương đương 23 tỷ đồng vào quỹ vaccine COVID-19 của chính phủ. EcoPark trở thành chủ đầu tư đầu tiên tại Việt Nam công bố sẽ tài trợ 100% chi phí tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả cư dân của khu đô thị. Trong ngày, đại diện tập đoàn EcoPark công bố sẽ tài trợ ngân sách nhập khẩu 60.000 liều vaccine để tiêm phòng COVID-19 cho 100% cư dân của khu đô thị và toàn thể nhân viên tập đoàn. EcoPark là tập đoàn bất động sản đầu tiên tại Việt Nam công bố sẽ tài trợ chi phí tiêm phòng vaccine cho 100% cư dân của khu đô thị. Đến nay, trích từ quỹ lá chắn phòng dịch EcoPark đã chi viện tới các địa phương hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, xây dựng và tài trợ vận hành hàng loạt các bệnh viện dã chiến qua từng đợt dịch gần 60 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, để phát triển sản xuất đảm bảo an toàn cho cán bộ, người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng xe máy Việt Nam VAP ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã chú trọng và đầu tư xây dựng mô hình phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả và được đánh giá cao. Hệ thống camera kiểm soát thân nhiệt trị giá hơn 1 tỷ đồng được công ty VAP lắp đặt từ năm 2020 trong đợt dịch thứ hai. Hàng ngày, gần 2.000 công nhân của công ty được hệ thống này kiểm soát nhiệt độ trước khi vào phân xưởng làm việc.
đi đi. Trước đây thì khi ban đầu dịch mới vào thì chúng tôi đã dùng cái đo bằng tay, thì như thế rất nhiều thời gian. Cái thứ hai nữa là người phải tiếp xúc gần. Ban chỉ đạo cũng đã tham mưu, cũng đề xuất với cả ban giám đốc công ty để đầu tư hai chiếc máy camera đo cảm biến thân nhiệt để làm sao mà mới cái mục đích nhanh nhất để kiểm tra và phát hiện được những cái trường hợp mà có cái trường hợp nhiệt độ bất thường. Trong các phân xưởng sản xuất, ngoài việc thực hiện giãn cách, bắt buộc 100% công nhân đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, tất cả các khu vực đều được lắp đặt màng ngăn như thế này. Tuy có ảnh hưởng đến việc di chuyển và thao tác trong sản xuất, nhưng đều được khắc phục nhằm đảm bảo phòng chống dịch. Tại cuối hành chính, dù phòng làm việc có điều hòa nhưng vẫn mở cửa để tạo không khí thông thoáng. Nhà ăn cũng được bố trí ngồi cùng một hướng. Công ty cũng đã tạo điều kiện rất tốt về các công tác phòng dịch, nên là chúng tôi rất yên tâm trong lao động sản xuất. Còn đây là trung tâm chỉ huy, bộ phận đầu não trong công tác phòng chống dịch của công ty VAB, được vận hành bởi 9 thành viên ban chỉ đạo cùng 21 nhân viên tổ phòng chống dịch. Tại đây có thể kiểm soát toàn bộ các thông tin dịch bệnh, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ trung ương đến cơ sở và mọi hoạt động, vấn đề liên quan đến dịch bệnh hàng ngày của công ty. Trung tâm chỉ huy thì ra đời mục đích để thông tin liên lạc với tất cả đại diện của các phòng ban. Từ đó thì là các cái chính sách, các cái quy định của Bộ Y tế, của chính quyền địa phương, của công ty sẽ được phản ánh và sẽ được truyền đạt đến tất cả người lao động biết. Cái thứ hai nữa là cầu nối để xác nhận được các cái thông tin từ người lao động lên để nắm bắt kịp thời và bố trí để kiểm soát được cái nhân lực cũng như là người lao động vào trong công ty để đảm bảo an toàn. Do làm tốt công tác phòng chống dịch nên qua 4 đợt dịch, công ty VAB vẫn luôn hoạt động ổn định, không có tình huống phức tạp phải ứng phó. Việc làm và các chế độ của người lao động vẫn được đảm bảo. Qua một số cuộc kiểm tra, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đều đánh giá đây là mô hình phòng chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp tốt nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay và cần được nhân rộng ra nhiều doanh nghiệp khác. Thời điểm hiện nay, giá lợn hơi được thu mua đã xuống rất thấp, song giá bán lẻ thịt các loại tại các cửa hàng siêu thị, chợ dân sinh vẫn không có dấu hiệu giảm. Nếu như vào thời điểm tháng 2, tháng 3 năm nay, giá lợn hơi xuất chuồng vẫn ở mức 75-85.000 đồng 1 kg, thì hiện nay giá mua lợn hơi tại các tỉnh miền Bắc và Hưng Yên chỉ dao động từ 64-68.000 đồng 1 kg. Thậm chí, nếu là thu mua từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì còn thấp hơn từ 3-5 giá. Tuy nhiên, qua ghi nhận tại các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, Kim Động, người tiêu dùng vẫn phải mua thịt với giá bán lẻ không thay đổi so với thời điểm trước, vẫn ở mức 130-150.000 đồng 1 kg tùy loại. Nói chung là trước thì bán 15-16, bây giờ thì chỉ có 12-13 thôi. Giá này là hợp lý, là dân tiêu thụ là ổn định rồi. Thế là người ta cảm thấy thế là được rồi. Chúng tôi chịu mức giá như thế là nếu bò chỉ 140 nhá. Còn nếu mua trực tiếp dạ dày là 270.000 một cân tôi mua đây. Trong nguyên lợn chúng tôi có bán 60-58, quá vô lý. Những tưởng giá thịt lợn bán ra cao thì người chăn nuôi sẽ được hưởng lợi từ chuỗi tiêu thụ này, thế nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Bởi chi phí đầu vào từ con giống đến khâu phòng dịch, thức ăn chăn nuôi đều tăng, mà giá xuất chuồng lại ở mức trung bình. Một số chủ trại chăn nuôi cho biết, với giá thịt lợn hơi hiện tại thì giá thịt bán ra chỉ từ 100-110.000 đồng đã được cho là hợp lý và đã có lãi đối với các khâu tiêu thụ. Khâu trung gian giết mổ là nó cũng làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng, thực tế thì người chăn nuôi thì lại không được hưởng. Giá thịt lợn xuất chuồng đến tay người tiêu dùng thì phải qua từ 3-5 khâu trung gian, như là thông qua các đại lý, lò mổ, các chợ, siêu thị rồi mới đến các cửa hàng, kênh phân phối nhỏ lẻ. Mỗi khâu thì chỉ cần tăng từ 5-7% cũng khiến cho người tiêu dùng phải mua với giá cao. Như vậy, rõ ràng người chăn nuôi không được hưởng lợi, còn người tiêu dùng lại phải trả với giá cao. Do đó, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, rất cần những chính sách bình ổn giá đến từ các cơ quan chức năng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Mặc dù chính phủ có nhiều ưu đãi với kinh tế tập thể, nhưng hiện nay, Hưng Yên đang có trên 140 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đang trong tình trạng sản xuất kinh doanh trì trệ, không tự giải thể hoặc tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh.
Thống kê từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên, hiện toàn tỉnh còn 149 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp có lịch sử thành lập trước khi luật hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực thi hành. Trong đó có 140 trên 149 hợp tác xã đang hoạt động cầm chừng, thậm chí chỉ tồn tại tư cách pháp nhân trên giấy. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thuần Hưng, huyện Quế Châu hiện có 4 thành viên tương ứng với 4 chức danh trong bộ máy hợp tác xã, gồm giám đốc, kiểm soát, kế toán và thủ quỹ. Từ công việc dẫn nước và bảo vệ đồng ruộng trên địa bàn xã, trung bình mỗi tháng, hợp tác xã thu được từ 5 đến 7 triệu đồng. Đây cũng là tổng nguồn thu của hợp tác xã để chi lương và hoạt động cơ bản của đơn vị. Riêng cái hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thì trước hết là đến bây giờ thực tế là có rất nhiều khó khăn và nó đã đứng trước lại không được phát triển, cứ vận hành này là sẽ phải giải thể. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, mặc dù ban quản trị và bộ khung hợp tác xã còn 9 thành viên, tài sản duy nhất của hợp tác xã là 20 triệu đồng vốn điều lệ. Tôi cũng muốn là giải thể các hợp tác xã cũ và thành lập hợp tác xã mới, bởi lẽ thành viên của hợp tác xã cũ hiện nay là cũng không tâm huyết với cái dịch vụ nông nghiệp và không đủ khả năng để lo các cái công việc cho hợp tác xã. Khảo sát thực tế, thu nhập của thành viên ban quản trị 140 hợp tác xã chỉ từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một người một tháng. Hầu hết các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đều thiếu tư liệu sản xuất, vốn góp không đáng kể, không đảm bảo thu nhập ổn định cuộc sống cho thành viên. Tại cái điều 54 luật hợp tác xã 2012 thì cũng đã nêu rất rõ là đối với các cái hợp tác xã yếu kém kéo dài mà qua 12 tháng liên tục không tổ chức được hoạt động, thế hoặc là những các cái hợp tác xã mà qua 18 tháng liên tục mà không tổ chức được đại hội thường niên thì sẽ phải giải thể. Có thể nói hàng loạt những khó khăn, thậm chí là điều kiện phải giải thể theo luật định đã rõ, nhưng các đơn vị này vẫn không tự giải thể, đang là vấn đề gây lãng phí nguồn lực nhà nước. Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Văn Lâm liên tục xảy ra tình trạng các đối tượng trộm cắp xe máy. Lực lượng chức năng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và tham gia tố giác tội phạm. Mới đây, Công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Quốc Huy, sinh năm 2002, có hộ khẩu thường trú tại bản Nà Chá, xã Trường Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 18 tháng 4 năm 2021, sau khi chơi game tại quán internet ở thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Huy đã lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way biển kiểm soát 26D1-14582 của một khách hàng rồi mang lên Hà Nội bán lấy 2 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đã xác định Huy là thủ phạm trộm cắp chiếc xe máy trên và hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài vụ trộm cắp xe máy nói trên, ngày 8 tháng 5 năm 2021, anh Đinh Văn Hoàn ở thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm cũng đã bị kẻ gian đột nhập vào sân nhà lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH màu trắng biển kiểm soát 89L1-11999 dựng ở sân nhà. Trước phản ánh của các nhà chùa trên địa bàn huyện Kim Động về việc kẻ gian đã đột nhập khuôn viên nhà chùa để trộm cắp cây cảnh, Công an huyện Kim Động đã ngay lập tức vào cuộc điều tra làm rõ các đối tượng trộm cắp. Công an huyện Kim Động đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định thủ phạm của vụ án là Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1974, trú tại thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Tại cơ quan công an, Vĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp lại 3 cây tùng La Hán đã trộm cắp. Trước đó, Công an huyện Kim Động cũng đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp 3 cây mộc tại chùa Động Xá thuộc thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, kịp thời bắt giữ các đối tượng Lê Quý Nhân, sinh năm 1990 và Hoàng Văn Nam, sinh năm 1979, đều trú tại thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đã bàn giao lại các cây bị trộm cắp cho nhà chùa và đang tiếp tục điều tra làm rõ.